biết trước được chứ ngờ, chuyện này đâu có đẹp được như thơ. Qua một đêm tất cả thành hoài niệm mà giật mình cứ ngỡ, vẫn còn tay trong tay nồng say môi hôn bỏng cháy, yêu thương đong đầy mong đêm mong ngày, mỏi mòn vẫn không thấy. Thoáng cái tỉnh dậy một ngày đẹp trời, tất cả như lúc chưa bắt đầu, đời vẫn êm trôi, lại quay về với thực tại khi vừa trải qua giấc mơ đẹp tuyệt vời. Ngày mới lại tới, người mới lại đến, buồn vui đan xen, kiếm cây cớ để gặp ba thằng anh em nơi quán quen, ngồi tán phét ngắm gái đẹp lại chửi đời khi chán ghét, không biết đôi nào vào bán kết, thằng nào vừa mới bị bán chết, lại cười như điên từ khi câu chuyện rơi vào tầm nhạc toẹt, lại chìm trong lặng im. Thằng có gái nhắn tin, thằng dí mắt vào màn hình, thằng thì mơ màng khúc nhạc tình, thằng men, thằng khói SK, hút nốt điếu thuốc cuối hết thuốc rồi để tao đi. Friends, some homies I hold dear. We used to take a long good old time, hanging out, freak asses, sipping beers, being weird. I do remember the feeling, I guess you love it too, same here. But that disconnect with some, I lost a few of the through years. They say party's the hardest word, but it gets reminding even harder. You get the flashback with all those memories and the feeling you've been trying to harbor. The one who always stayed moved away, the one who always cracked a jail, said no more words, I hope he's safe. The one who had a big dream, but it isn't gone now, I guess she out there in some place, I hope she's safe. And I gotta part way with another brother soon, I hope he be safe. I know it's like people gotta move on, but it's scariest the moment, even though it's part way, trust me. For a time we have a chance to sit together, it's like we can take back a long lost century. Sau truyền tải đâu mấy ta chỉ điều thuốc này cùng với mày và năm không gặp ai ngờ đường đời lại cắt nhau thêm lần nữa cùng ăn tội đêm và club bước ra đường là khi bóng người đã dần thưa chỉ còn đường vắng ai cũng nghĩ chúng mình làm chủ thế giới này chúng sao ạ bọn ta chỉ cần phải ngước lên và với tay trong nhóm bọn ta có những thằng lông bông ham vui đầm đạm thằng chỉ sang kinh doanh giờ thì khâm khá bọn thằng cô kia giờ làm bác sĩ dù chưa bao giờ nó nghĩ rằng sẽ học nghi đứa con nhà giàu từng ổn nhặt để phá sản cái công ty vừa thanh lý vài thằng dính vào cũng lấy mất túy phật thân thể còn ta theo đuổi đam mê thì giờ vẫn thế dòng đời xung đẩy mỗi thằng một hướng cùng một gốc nhưng lớn lên thì mỗi thằng một môi trường mỗi thằng một suy tư có đang định di cư nhưng đêm nay cứ vui đi còn bia không cứ khui đi thuốc ảo thuốc gì tao đi mua. Thank you. 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 Thân lang thang quê ngựa chẳng kịp tiêu đài.